Việt Nam đã xuất hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Biến chủng Delta được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ. Có khả năng lưu thông dần. 2021 bắt đầu bước vào 2 tuần sẽ nhạt nhạt. 16, cứ đợt này sang đợt khác, còn em không còn biết là sợ vậy, nhưng là bắt buộc tình thế của em. Tháng này, công ty đóng hơn 60 cửa hàng. Nhân viên bán hàng nghỉ tại nhà nhận lương 30%, nhân viên văn phòng nhận lương 50%. Nhiều bạn cũng đã xin nghỉ hẳn để về quê. Kế hoạch marketing tháng tới tạm thời hủy bỏ. Trưa ngày 21 tháng 8, thành phố không phát sinh ổ dịch mới cần theo dõi trong vòng 6 ngày qua. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định cho phép quán bar, karaoke mở cửa trở lại. Chuyến bay chở lô thuốc kháng virus COVID-19 đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng và liên tỉnh theo từng giai đoạn. Không gì tuyệt vời hơn là có sức khỏe để ở bên những người thân yêu và làm những điều mình mơ ước. Hoàng Hà Mobile kính chúc quý khách một mùa Tết khỏe và ấm áp. Lại một nụ cười vẫn nở trên